À, chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là sáng ngày thứ tư ngày 22 tháng 3 2022 nha anh em. À 22 tháng 3 2023. Chúc anh em có ngày làm việc vui vẻ ha. Bữa nay là sáng ngày thứ tư thì em tiếp tục lên đơn một số đơn hàng cần thiết cho các anh em sử dụng trong dịp lúc nắng nóng mọi người. Như mọi người cũng thấy là bữa nay tháng 3 dương lịch, trời rất là nắng, thấy không? À, trời chưa có phải là trưa lắm nhưng mà rất là nắng, anh em thấy nắng kinh khủng không? Với nắng như thế này mà chúng ta để nó rớt xuống đất thì rất là đáng tiếc nha anh em, cực kỳ đáng tiếc. Ta phải hứng lại thôi mọi người. Phải hứng lại thôi ha, đừng có để rớt đất nha anh em. Đợi hứng bằng cách nào? Đây, tấm pin năng lượng mặt trời, tấm pin Nhật. Thì mình nhắc lại về giá tấm pin Nhật ha. Tấm pin Nhật 160W áp cao, giá là 1 triệu 3, phí ship là 100 ngàn nha anh em. Hôm bữa có anh em nào hỏi mình giá tấm này rồi trả giá tùm lum la đó. Thì hôm nay mình bán có một giá thôi, là 1 triệu 3, phí ship 100 ngàn. Đó, đam mê thì hãy liên hệ em nha. Tấm pin Nhật hiệu suất hơn 100% luôn, rất là chất lượng. Tiếp theo nữa là tấm pin M100 của Gigawatt nè. M100 này em bán giá là 1 triệu, em bao ship. Đó, một tấm em cũng cũng bán luôn nha. Đấy, một tấm pin M100 của Gigawatt, tấm pin Nhật. Đó, thì hai tấm pin này mình gửi cho mấy ông anh cũng thân quen nè anh em. Mấy anh em anh Thiện ở Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thì anh Thiện hôm bữa hình như anh lấy pin rồi, bữa nay anh lấy nữa nè. Đó, rồi tấm pin Nhật này mình gửi cho anh Trung ở phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Anh Trung thì lần đầu tiên mới mua hàng thôi. Đấy. Rồi tiếp theo những cái đơn hàng ví dụ như hai cái gương cầu lồi 300W. Thì gương cầu lồi 300 á là đây nè anh em. Đây. Gương cầu lồi 300 nè. Ha. Giá thì 1 triệu tư 50 cái, hai cái là 2 triệu 9 nha. Đấy, hai cái. Thì hai cái này mình gửi cho anh Quang ở Láng The, ấp 2 Tân Thạnh Tây, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ha. Hai gương cầu lồi 300W, hàng rất là chất lượng nha anh em. Gương cầu lồi thì khỏi chê rồi. Nói chung là đèn của hãng Zhenjiang mà giá trên 1 triệu là thiệt là an tâm mọi người. Rồi hai cái GDT 100, mỗi cái là 4,5 triệu, hai cái là 900 ngàn ha. Mình gửi cho anh Phong ở thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hai cái này bây giờ mình đi gửi nè. Bây giờ mình đi gửi cho anh Phong, nhưng mà hồi nãy hình như là trong tin nhắn điện thoại á, mình thấy là ảnh có đặt thêm mua thêm hai cái kia nữa đó, thì hai cái kia mình sẽ gói riêng, chứ bốn cái mà gói chung một cục thì cũng không ổn, nó sẽ rất là nặng, shipper nó sẽ khi không có nổi rồi nó quăng tới quăng lui phiền lắm mọi người. Cho nên là mình gói hai cái này xong rồi lát mình gói hai cái kia, mình cũng quên coi là hai cái kia ảnh nhắn là mua tiếp là hai cái gì đó không biết đó. Thì gửi xong đơn này cái đã đi về gói liền, tại vì tranh thủ sáng phải đi gửi sớm cái này anh em, để mọi người nhận hàng sớm nhất, tại sáng bưu điện có một chuyến xe mình phải đi gửi cái này cho kịp chuyến xe đó. Rồi buổi chiều bưu điện lại có một chuyến xe, mình đi gửi cho kịp chuyến xe đó cho nó đi nhanh hàng cho anh em nha. Rồi, tiếp theo nữa là những cái món hàng mà hot nè. Một con bó quơ cộng với kẹp biên kẹp giữa này mình gửi cho anh Duy ở Gò Dầu, Tây Ninh ha. Ở điện nước Hoài Duy. Đó, một con bó quơ. Con bó quơ thì như anh em biết là ngày hôm qua, ngày nay chỉ mới 2 ngày thôi là em bán mười mấy con. Riêng ngày hôm qua thôi là em bán 11 con bó quơ rồi. Thấy không? Ngày hôm qua là ngày thứ ba đó, em ở nhà, em bữa đó em không có đi dạy. Em ở nhà em bán một lượt 11 con, rồi hồi sáng giờ là em thấy là điện thoại em cũng đâu cỡ 5 6 con bó quơ nữa rồi. Anh em nhanh chóng mua thì mua ngang, chứ còn mà bó quơ thì em không có nhiều hàng đâu. Em bán hết rồi thôi chứ nó không phải là có đại trà nha anh em. Nó chỉ có một số lượng nhất định thôi. Rồi, cảm ơn anh Hoài Di rất là nhiều. Gò Dầu, Tây Ninh ha. Con bó quơ 4 triệu 7 bao ship nha anh em. Rồi lại một con bó quơ nữa nè. Gửi cho anh Thanh Tùng ở Đông Phú, Châu Thành, Hậu Giang. Đây, con bó quơ kế bên. Anh Thanh Tùng ha, Đông Phú, Châu Thành, Hậu Giang. Rồi lại một con bó quơ nữa nè, gửi cho anh Phương ở phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Đây, bó quơ đây. Phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Thì anh em đặt con bó quơ này cũng nhiều ha. Rồi lại con bó quơ nữa, gửi cho anh ở phường Tân Định, Bến Cát, Bình Dương. Vậy là 1, 2, 3, 4 con bó quơ. Ha. 4 con của sáng ngày hôm nay. Rồi trên điện thoại nữa, chắc là ngày nay mình cũng bán được cả chục con nữa, tại vì trên điện thoại giờ cũng được cả 5 6 con gì rồi. Với 4 con này nữa ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Saco 3 ký rưỡi nè, mình gửi chú Hoàng ở Nhân Đức, Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Đây. Saco 3 ký rưỡi ha.
chú Hoàng ở Nhân Đức, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Xe cô 3 cái rưỡi thì nó bự hơn bó quơ ha. Và hàng nó vô cùng là chất lượng nha anh em. Đó, nó bự lắm, nặng trịch luôn. Đó, chú Hoàng có lấy chú Hoàng lấy xe cô không à. Đó, rồi một cái lưu carbon 4.0 nè. Gửi cho chú Thành ở Thới Hòa, bên Cát Bình Dương. Chú Thành ha, ở Phú Hòa bên Cát Bình Dương, lưu carbon 4.0 nè anh em. Đó, cộng dây dài 5 m nha. Đó, dây dài 5 m. Đó. 1.6 triệu cộng phí ship 60.000 nha. Đó thì các bạn hỏi mình những cái con bố quơ sáng giờ thì mình báo cáo là mình vẫn còn nha, mà còn có vài con thôi. Mình đang liên hệ với công ty kéo thêm rồi để công ty coi còn hàng để gửi mình hay không. Thì bạn nào đam mê thì hãy liên hệ ha. Bố quơ giờ trong nhà còn mấy con, giờ chiều anh em lấy hết thì mình hết hàng đó. Rồi tiếp theo nữa là mình có những cái tấm pin. Ví dụ như pin Nhật nè, pin Nhật áp cao nè ha. 1.3 triệu phí ship 100.000. Rồi cái tấm pin 120W của Solar nè anh em. Đó, giá 1.1 triệu bao ship nè, anh em cũng đang hỏi thăm nhiều nè. 1.1 triệu bao ship. Đó, rồi tấm bên đây là tấm 200W áp thấp. 1.6 triệu phí ship khoảng 60.000 nè, 200W áp thấp. Đó, còn đằng kia là tấm pin lớn ha. Đó, thì anh em nào thích cái loại nào thì cứ mạnh dạng yêu cầu mình test. Yêu cầu mình quay video gì đó ha. Đặc biệt là sáng nay có anh kia ảnh yêu cầu em là quay một cái hệ độc lập gồm có hai tấm pin Nhật con bố quơ để về ảnh đáp cho khách của ảnh. Thì lát nữa em về em sẽ quay chi tiết một cái hệ đó cho nó hoàn chỉnh luôn ha. Cho ông anh gửi cho ông anh mình, ông anh về lắp cho khách. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video. Đam mê thì hãy liên hệ em nha. Em có 1 2 4 5 6 7 8, hình như em đến nãy là 10 đơn sáng nay. Hy vọng là chiều nay em cũng đi được khoảng 10 đơn nữa. Một ngày 20 đơn thì cũng đã gói cũng mệt mỏi rồi nè. Những con bó quơ này là em thử rồi hết nha. Saco em đã thử rồi luôn. Nói chung hàng mà đi mà gửi cho anh em á là em đã thử ha. Đã thử đầy đủ hết em mới gửi nha. Chứ không phải là ẩu tả nha mọi người ha. Gửi như là mấy con 4.0 rồi bó quơ, Saco hay là tấm pin nè. Thậm chí tấm pin này em cũng để cái máy sẵn nè anh em thấy không? Lúc nào em cũng để cái con máy này sẵn nè để em đo ha. Tấm pin phải ra điện đàng hoàng em mới gửi. Đó. Thôi thì em tới đây kết thúc video nha. Anh em đam mê thì hãy liên hệ em 076 687 4311 ha. Hẹn gặp mọi người những video lần sau.